Hi, xin chào các bạn tụ một. Các bạn tụ một là những bạn đã chọn cái bóp nhung hoa này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ một để xem coi bạn sắp bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu của ai. Và đây là những trải bài chung, không phải là trải bài riêng ha. Mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi. Rồi, liên kết năng lượng các bạn tụ một. Ba tụ một là những người có tầm nhìn ha, những người có cái trực giác rất là cao luôn. Bạn là những người rất yêu thích nghệ thuật, như là tranh ảnh hoặc là ca hát hoặc là mỹ thuật hoặc là thiết kế gì đó. Có thể bạn làm những công việc liên quan đến điều đó ha. Hoặc một số bạn có thể là thích đam mê về lĩnh vực tâm linh tinh thần nữa. Bạn là một người đam mê học hỏi, nghiên cứu ha. Bạn là một người gọi là thông minh sâu sắc, nhận thức sâu sắc rõ ràng. Bạn biết rõ về thế thái nhân tình này rồi, và bạn là một người uyên thâm uyên bác, có nhiều kiến thức sâu rộng. Rồi mình thấy bạn là một người có khả năng đối mặt với thử thách trong gai để đạt được những điều mà bạn mong muốn. Bạn có sự quyết tâm cao độ và ý chí kiên cường, đồng thời bạn luôn giữ một cái thế cân bằng trong bản thân bạn, cái sự cân bằng trong tâm trí bạn. Bạn là một người cũng đã vững vàng chững chạc, cũng đã trải qua nhiều ha. Bạn có khả năng quan sát tỉ mỉ, và bạn là một người luôn thích chia sẻ với người khác. Và trong cái con người của bạn thì cái tình yêu nó cũng chiếm một vị trí rất là quan trọng ha. Và bạn thường bạn lắng nghe con tim, lắng nghe cái tiếng nói nội tâm nhiều hơn là bạn hành động theo lý trí. Bạn có nhiều cảm xúc lãng mạn ngọt ngào, đàn đầy cái sự yêu thương. Bạn yêu ai là bạn sẽ rất là chung thủy với người đó, yêu hết lòng luôn. Đồng thời bạn có sự điềm tĩnh, cũng có sự nhạy cảm, cũng rất thích cái đẹp. Rất thích những cái sự điêu khắc tỉ mỉ giống như cái bóp này vậy đó. Rồi để mình coi coi bạn sắp rơi vào dòng xoáy tình yêu với ai ha, trong 3 tháng tới. Mình thấy đây là một người có nền kinh tế vững vàng ổn định ha, khá là sung túc luôn. Và có thể đây là một người đã từng có hôn nhân trước đó nhưng mà đã ly dị rồi ha. Người này mình thấy là họ đang chú tâm vào việc chăm sóc sức khỏe của họ, và họ đạt được nhiều chiến thắng trong cuộc sống này. Họ đạt được nhiều vinh quang thành tựu ha. Đồng thời mình thấy là người này theo phong cách truyền thống, nếu mà họ chưa có gia đình thì có thể là người này họ ao ước có một cái mái gia đình giàu có, sung túc, đầy đủ, viên mãn. Và đồng thời có con cháu rất là hạnh phúc với nhau, viên mãn, tròn đầy, trọn vẹn ha. Và người này có thể làm trong lĩnh vực kinh doanh. Một số người ở đây thì có thể thấy rất là giàu có luôn á. Và cuộc sống của họ luôn có nhiều cái chiến công, nhiều cái vinh quang, cái thành tựu mà họ đạt được. Và cái người này trong mối quan hệ với bạn thì họ mong muốn là nếu mà bạn chưa gặp người này thì có thể là trong 3 tháng tới bạn sẽ gặp. Còn những bạn nào mà gặp rồi thì có thể là họ mong muốn là hai bạn sẽ đi đến một cái kết viên mãn, họ muốn cầu hôn bạn ha.
Và đây là một người có sự điềm tĩnh, khôn ngoan, chuẩn bị kỹ lưỡng, rồi suy nghĩ tính toán một cách thấu đáo, rồi họ mới đưa ra quyết định ha. Còn một số bạn nếu mà quen người này thì rồi thì có thể là người này mong muốn là đi đến một cái hôn nhân viên mãn hạnh phúc với bạn á. Mình thấy một số bạn đa số là đã quen biết người này rồi nha. Mình thấy đa số các bạn đã quen người này rồi và các bạn, một số bạn thì có thể là đang có sự chia cắt, ngắt kết nối, đang có sự ngừng nghỉ và có thể là không có dành nhiều thời gian nói chuyện với nhau thôi, cũng không có gì mà gọi là tranh cãi mâu thuẫn, không có gì hết á. Có thể là các bạn đang dành thời gian để chăm sóc sức khỏe, dành thời gian tập trung vào công ăn việc làm hơn. Và cái tình yêu này thì còn phải có sự kiểm soát mềm mỏng, để mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên. Và mình thấy hai bạn đang có sự gọi là hai bạn đã có cái sự tiết chế chừng mực hơn trong cái tình yêu này, có thể cũng đã từng trải qua giai đoạn ngắt kết nối, chia tay, rồi từ đó thấu hiểu trưởng thành hơn, đã từng là người cũ của nhau rồi ha. Và có thể là bây giờ đã kết nối lại, một số bạn thì đã kết nối lại và đang đợi đến một cái kết hôn nhân tốt đẹp, hai bạn đang chờ đợi đúng cái thời cơ thôi. Mình thấy hai bạn đối xử với nhau rất là chân thành, tình yêu vô điều kiện luôn. Hai người đến với nhau như những đứa trẻ thơ, có sự hồn nhiên, trong sáng, trêu đùa, chọc ghẹo nhau, hạnh phúc với nhau. Đồng thời hai bạn đã biết kiểm soát cái sự bốc đồng nóng nảy của mình rồi ha, đã biết tiết chế, đã vững vàng hơn rồi và bắt kích vào các bạn dịu dàng hơn. Trong với bản thân mình và dịu dàng hơn trong cái chuyện tình cảm này, các bạn không có sự gọi là hối thúc, mà các bạn sẽ từ từ để mọi thứ nó diễn biến theo như ý vũ trụ mong muốn, và các bạn sẽ tập trung hơn vào công ăn việc làm để xây dựng cơ ngơi vật chất và tiền tài ha. Mình thấy cả hai bạn ở đây đều là những người tự lực tự cường, tự tạo nên cơ sở vật chất riêng cho mình ha, một cuộc sống sung túc đầy đủ và có những cái thú vui tao nhã, có cuộc sống tinh tế, tự hạnh phúc với chính bản thân mình, không thích dựa dẫm phụ thuộc vào ai khác, mà các bạn sẽ tự tay, từ đôi bàn tay trắng làm nên tất cả ha. Một số bạn thấy sau này các bạn sẽ có nhà lớn và có vườn tược và có thú vui, thích đi dạo ngoài vườn hoặc là thích nghe chim hót. Và các bạn là những người biết kỷ luật bản thân rất là tốt á. Các bạn không để cho bản thân trở nên chây lười, mà các bạn luôn cố gắng để phát triển bản thân, phát triển cuộc sống đầy đủ, sung túc hơn, trọn vẹn hơn ha. Mình thấy các bạn nữ ở đây là những người có trực giác tâm linh khá là cao và là những người tự lực cánh sinh ha. Các bạn là những người phụ nữ hiện đại, không thích dựa dẫm vào bất cứ ai. Các bạn tự xây dựng nên cơ đồ riêng của các bạn ha. Còn các bạn nam là những người đa mưu túc trí, thông thái. Có thể hai bạn có khoảng cách địa lý ha. Và chính cái sự kiên nhẫn, cái sự kiên trì của các bạn trong tình yêu này đã làm cho tình yêu các bạn đó có sự cam kết lâu dài hơn ha. Không có bị đứt gánh giữa đường. Mình thấy trước đó hình như
gặp bạn nam này thì bạn nữ cũng có nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống á. Mình thấy bạn nam đây là người khá là giàu có về tiền tài vật chất ha, rất là chăm chỉ siêng năng làm việc, làm việc theo khuôn khổ nguyên tắc và là một người đứng đầu một cơ quan tổ chức nào đó luôn. Đây là một người ít nói nhưng mà làm nhiều ha, họ biết cách làm ra tiền bạc giống như ông vua Midas, đụng tới đâu là cái đó biến thành vàng. Và đây là một người trung thực uy tín trong làm ăn. Cái người này mình thấy là họ biết cách quản lý chi tiêu hợp lý ha. Họ rất coi trọng đồng tiền và họ rất là cuồng công việc ha, là những người làm ăn chân chính. Mình thấy tình cảm đối với bạn nữ thì mình thấy bạn nam bạn thấy bạn nữ là một người rất là sáng tạo, tự tin, nhiệt tình, là một người có sức hút, sức hấp dẫn, khiến cho bạn nam này bị yêu từ cái nhìn đầu tiên ha, giống như kiểu tình yêu sét đánh luôn á. Bạn nữ này có khả năng ăn nói, có khả năng diễn thuyết, có khả năng truyền động lực tích cực cho người khác, đồng thời bạn nữ này có giọng nói rất là hay, rất là ngọt ngào, biết nắm bắt cơ hội thời cơ, là một người rất là tự tin, năng động và sáng tạo, nhiệt huyết, đam mê trong công việc. Và là một người tự lực tự cường, độc lập, không phụ thuộc dựa dẫm vào ai khác. Và bạn rất là yêu công việc của bạn ấy ha. Bạn nam này vừa yêu mà vừa có sự ngưỡng mộ bạn nữ này nữa. Có thể bạn nữ nam này cũng là một fan hâm mộ của bạn nữ này luôn. Đồng thời là có thể là bạn nam này bạn thấy bạn nữ này trước đó đã từng có một cái mối quan hệ chia tay, và bạn nữ này cảm thấy có sự buồn phiền ha. Và bạn nam này đến giống như là một người bạn, cùng nhau san sẻ, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với bạn nữ này, rồi từ từ bạn nam này đi vào con tim bạn nữ này lúc nào không hay ha. Bạn nam này thì mình thấy là bạn yêu bạn nữ từ cái nhìn đầu tiên rồi. Có thể bạn nữ này đã từng xảy ra một cái sự chia tay buồn bã trước đó với một người yêu cũ ha, và khi mà bạn đã thực sự bước đi khỏi cái tình yêu đó rồi thì bạn mới gặp được cái bạn nam này ha. Hoặc là có thể là trong chuyện tình cảm này các bạn cũng đã từng trải xảy ra đổ vỡ, chia tay, ngắt kết nối với nhau ha, rồi từ đó hai bạn mới trưởng thành hơn, mới bạn yêu quý bản thân nhiều hơn, các bạn sống trọn vẹn với bản thân, các bạn không còn lãng phí thời gian cho những cái sự tiêu cực, tuyệt vọng, và bạn biết tự tin hơn vào bản thân bạn ha. Và bạn nam thì bạn lo chăm chú làm ăn kiếm tiền cho nên có thể là không có thời gian nhiều dành cho bạn nữ như lúc ban đầu được ha, cho nên hai người mới có sự chia tay ngắt kết nối ở đây. Nhưng mà mình thấy một số bạn thì đã trải qua giai đoạn này rồi và mấy bạn đang có một cái sự điềm tĩnh chờ đợi đúng cái thời điểm để hai bạn có sự tái hợp, đoàn tụ hoặc là đi đến hôn nhân, đính ước luôn ha. Mình thấy hai bạn hình như cũng trong mối quan hệ mà chưa được công khai á, kiểu như kiểu mập mờ, nên bạn nữ này cũng có sự hoang mang, không biết chuyện tình này nó sẽ đi về đâu, không biết là người này có thực sự là người đúng của mình hay không. Bạn cũng hay bị trói buộc bởi những cái sự lo lắng, suy nghĩ tiêu cực của bạn ha. Và bạn đồng thời bạn cũng muốn biết là tương lai hai người sẽ có cái kết viên mãn hay không ha. Bạn tự trói buộc bạn trong những cái suy nghĩ đó chứ không phải là hoàn cảnh, không phải là do người kia gây ra mà là do bạn tự suy nghĩ, tự buồn bã rồi bạn không tìm được hướng đi, bạn bị mù đường, mất phương hướng thôi. Tại vì đúng rồi, có thể hai bạn yêu xa ở đây nè, cho nên bạn không chắc chắn là cái tình yêu này nó sẽ có một cái kết đẹp hay không. Và trong lòng bạn thì cái bạn nam này á, trong tình yêu thì rất là lãng mạn, chu toàn, quan tâm, yêu thương, thấu hiểu bạn ha. Rất là ga lăng với bạn, ngọt ngào với bạn, chu toàn với bạn ha. Đồng thời trong mắt bạn, bạn nam này trong công việc á, là một người giống như ảo thuật gia vậy đó, có thể thiên biến vạn hóa, có thể biến những ước mơ của bạn ấy trở thành sự thật. Đối với bạn nữ, bạn nam rất là chủ động trong cuộc sống, rất là giỏi, biết lãnh đạo nè, có khả năng lãnh đạo nè, có khả năng lập kế hoạch và biến những cái điều đó một cách rất là thành công, mỹ mãn ha. Một số bạn nam ở đây có thể là sếp,
trong một cái cơ quan tổ chức nào đó luôn. Và trong lòng bạn nữ, bạn rất là ái mộ với bạn nam này ha, cảm thấy là bạn nam cực kỳ giỏi luôn. Cho nên bạn cũng có sự hoang mang, không biết là cái người mà ưu tú như thế này, không biết là mình với họ có đi đến một cái kết tốt đẹp hay không. Mình thấy từ khi mà quen bạn nam này, bạn nữ bạn phát triển rất là nhiều luôn á. Bạn tìm tòi, bạn học hỏi và bạn phát triển bản thân. Bạn rèn luyện bản thân trở nên tự tin, nhiệt tình, tỏa sáng xinh đẹp hơn để có thể sánh đôi cùng với cái người nam ưu tú này ha. Và đồng thời bạn nam là một người biết vận dụng tất cả những cái nguồn lực mà bạn ấy có để bạn ấy có thể đạt được những cái thành tựu trong công việc, thành công một cách rất là tốt đẹp, viên mãn luôn. Và bạn nữ mà bạn đang mong ước là bạn nam sẽ cầu hôn bạn ấy ha. Còn những bạn nào mà chưa gặp, có thể là sau khi bạn đã có sự rời bỏ một cái mối quan hệ cũ thì bạn sẽ gặp được cái người này ha. Một số ít ở đây thì có thể là cha hoặc mẹ đơn thân luôn ha. Hai người đến với nhau thì không có đeo mặt nạ, không có bày tỏ cho đối phương hiểu được cái cảm xúc thật sự của bạn dành cho đối phương ha. Có thể là bạn nam này luôn, bạn nữ này luôn, tại vì hai bạn có sự dè chừng, chỉ là không biết thăm dò, không biết là cái người này có thực sự yêu thương mình hay không, hay chỉ coi mình là bạn kiểu vậy. Còn bạn nam thì bạn đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Bạn chỉ giả vờ làm bạn để bạn từ từ bạn bạn cuốn bạn nữ mà dòng xoáy tình yêu của bạn ha. Bạn sẽ gặp được bạn nam này hoặc bạn nữ này khi mà bạn đã chấm dứt hoàn toàn cái tình yêu cũ của bạn rồi đó, và bạn có sự lớn mạnh, phát triển, yêu thương bản thân bạn nhiều hơn, bạn trưởng thành hơn. Bạn biết nâng cao giá trị của mình hơn thì bạn không còn chạy đuổi theo tình yêu nữa, mà bạn sẽ tập trung vào công ăn việc làm nhiều hơn, thì lúc đó bạn sẽ gặp được cái bạn nam này ha. Hoặc bạn nữ này thì tùy theo các bạn ha. Nếu bạn là mang năng lượng nam thì bạn sẽ gặp mang năng lượng nữ, còn bạn nữ thì sẽ gặp những bạn mang năng lượng nam. Hãy đối chiếu thông tin sao cho phù hợp với vai trò của bạn á. Bạn nam này thì mình thấy bạn mong muốn có một cái mái gia ấm, gia đình hạnh phúc, tìm được một người phụ nữ thực sự phù hợp với bạn ấy. Đồng thời biết lo lắng, yêu thương bạn ấy. Đồng thời bạn cần một người phụ nữ tự tin, kiên cường, dưỡng dàng trong cuộc sống. Và bạn nam này khi mà bạn cua được bạn nữ này rồi thì bạn sẽ cảm thấy an toàn hơn, và bạn sẽ vùi đầu trong công việc để lo làm ăn kiếm tiền, để mà có một cái cuộc sống sung túc đầy đủ, để cho người phụ nữ của mình không phải lo lắng về cái mảng vật chất tiền tài nữa, và chỉ có sự tận hưởng và sinh con đẻ cái cho bạn ấy thôi. Bạn chị ấy chỉ cần như vậy, và bạn ấy mong muốn là bạn nữ phải là một người biết lắng nghe bạn ấy nè. Có thể là muốn là có thể bạn nam này có cái tôi khá là cao, bạn muốn một nữ là phải làm theo như là cái nề nếp mà bạn nam này đưa ra kiểu vậy ha. Bạn nam này là một người khá là gia trưởng á, một người theo phong cách truyền thống á, lo cho gia đình. Rất hiếu thảo với cha mẹ luôn. Bạn nam này bạn không có suy nghĩ nhiều trong chuyện tình cảm với như bạn nữ đâu. Bạn nữ thì bạn suy nghĩ hơi nhiều. Bạn sợ này, bạn sợ nọ. Còn bạn nam là đã quyết định rồi, là yêu yêu rồi, xong bây giờ mình lo thực tế cho cuộc sống này, lo chuyện tiền bạc trước. Rồi sau này có tiền bạc rồi mới có thể đi đến hôn nhân viên mãn hạnh phúc được, thì bạn nghĩ vậy thôi. Bạn đâu nghĩ là bạn gái của bạn suy nghĩ nhiều đến như vậy đâu. À,
Hai bạn có sự cuốn hút hấp dẫn nhau rất là nhiều. Có thể là bạn nam đang bị chết mê chết mệt bởi cái vẻ đẹp quyến rũ cuốn hút của bạn nữ, từ bởi cái về sự tài sắc vẹn toàn của bạn nữ này ha. Còn bạn nữ bị thu hút bởi cái vẻ nam đàn ông nam tính của bạn nam này ha, cái sự giỏi giang, cái sự quyết đoán tự tin ở trong cuộc sống này. Hai người bị thu hút với nhau rất là nhiều. Bạn nam này bạn tán tỉnh bạn nữ này trước nè. Và có những đam mê cuốn hút cả về thể xác lẫn tinh thần luôn. Các bạn có những cái phản ứng hóa học với nhau á, khi thấy nhau là các bạn đã có cái cảm xúc giống như là bị chích điện vậy ha. Bị điện giật vậy ha, tê tê. Và hai bạn có những niềm vui hạnh phúc với nhau. Cả hai đều mong muốn có những cái buổi hẹn hò, lên kế hoạch để gặp nhau, nếu mà yêu xa rồi. Có thể đây là cái người mới, có nghĩa là bạn đã chia tay hoàn toàn với cái mối tình cũ mà không phù hợp với bạn á, thì bạn bước đi bạn gặp được cái người này là có người mới mà chưa mọi người chưa ai biết tới, chưa biết mặt người này đâu. Có thể là các bạn, một số bạn đây mình thấy có khả năng các bạn quen nhau qua mạng luôn ha. Mình thấy các bạn nữ đây giờ kỹ lưỡng hơn rồi ha. Để không có dễ dàng công khai người yêu đâu, bạn đợi khi nào mà hai người có một cái sự cam kết gì đó bạn mới công khai. Thấy chắc chắn là người của bạn rồi bạn mới công khai ha. Bạn nữ này là sống nghiêng về cái nội tâm, và đồng thời bạn nữ này bạn có cái tính nữ rất là mạnh luôn á. Bạn là một người có khả năng thu hút những người khác giới, không phải là do bạn ấy gọi là mê hoặc người khác đâu, mà có mà là do là cái thần thái, cái sự khí chất đàng hoàng tử tế của bạn ấy khiến cho nhiều người hâm mộ, mến mộ và mong muốn bạn ấy trở thành người vợ, người yêu của họ. Tuy nhiên bạn nữ này có sự xem xét kỹ lưỡng, đàng hoàng, bạn sẽ chọn cái người thật sự yêu bạn và bạn thực sự yêu người đó ha, chứ bạn không có gì lời nói hay gì hay là gì những cái vật chất bên ngoài mà bạn chọn đại chọn đùa ha. Không, bạn rất là kỹ tính, và bạn có sự quan sát tỉ mỉ. Đồng thời có thể một số bạn nữ đây có biết khả năng, có khả năng xem tướng nè ha. Nhìn môi, nhìn mắt, nhìn cách nói chuyện, mũi rồi mũi cao, mũi kính, rồi giữ tiền giỏi hay gì đó là bạn cũng rành lắm. Còn bạn nam này thì khỏi nói rồi, bạn biết cách nhìn người. Bạn nam này thì bạn là một người sếp mà bạn có nhiều trải nghiệm, có nhiều kinh nghiệm sống, biết cách nhìn người, bạn quản lý một số nhân viên, đào tạo nhân viên mà bạn biết bạn nữ này là người như thế nào, cho nên bạn có sự nhận xét bạn nữ này rất là giỏi luôn. Bạn có thể đưa ra những cái lời khen rất là đúng đắn với bạn nữ này. Có thể là bạn nam này từng khen bạn nữ này là có óc sáng tạo nè, có vẻ đẹp, tự tin, rạng ngời, có khả năng thu hút, ăn nói, có khả năng ăn nói, có khả năng thu hút người khác. Và trong mắt bạn nam bạn nữ rất là đẹp, rất là cuốn hút luôn. Và là một người chín chắn đàng hoàng nha. Bạn nam bạn thấy bạn nữ một chín chắn đàng hoàng, tử tế và chung thủy nữa, cho nên bạn đầu tư thời gian tình cảm của bạn ấy. Và bạn nữ này không dễ dàng gì mà để bạn nam này đầu tư vào chuyện tình cảm nha. Người ta sẽ xem xét rất là kỹ lưỡng trước khi ta đầu tư vào bạn đó. Xem bạn có thực sự trung thực, nhiệt tình, bạn có thực sự là một người đáng tin cậy hay không đó. Các bạn nam này bạn họ đòi hỏi cái người người yêu của bạn phải là một người tràn đầy cái sự uy tín, bởi vì bạn rất là uy tín trong công việc ha, trung thực nữa. Và có thể là bạn nam bạn thấy được những cái tính chất, phẩm cách, phẩm chất đó từ người bạn nữ nè, cho nên bạn cảm thấy yêu, yêu thương và bạn đầu tư trái tim của bạn vào bạn nam bạn nữ này ha. Hai bạn đều bị rơi vào vòng xoáy tình yêu ha. Talking, hai bạn có thể sẽ nhắn tin với nhau nhiều hơn là nói chuyện trực tiếp nè. Mình thấy quen qua mạng là nhiều, sẽ có những cái cuộc trò chuyện rất là thú vị, và cũng có thời gian hai bạn ngồi đợi tin nhắn của nhau cũng có, rồi có những cuộc gọi video call rồi.
Tình yêu này có khoảng cách địa lý. Một số bạn nếu mà xa hơn nữa thì có thể quen người nước ngoài hoặc quen Việt kiều ha, sống ở nước ngoài, định cư nước ngoài á. Còn không thì ở trong nước nhưng mà ở hai thành phố khác nhau, Hồ Chí Minh với Hà Nội hay gì đó. Đây là một tình yêu đáng để bạn chờ đợi ha. Khi mà thời gian thích hợp đến thì hai bạn sẽ có sự trùng phùng với nhau. Thì mình dự đoán là tình yêu này trong 3 tháng tới á, một số bạn trong 3 tháng tới sẽ gặp được người này. Nên hãy chuẩn bị bản thân sắc đẹp, công việc, rồi chuẩn bị chăm chút bản thân mình để 3 tháng tới gặp được cái người phù hợp với mình ha. Và tình yêu này bị ảnh hưởng bởi tài chính và sự nghiệp, có thể hai bạn đến với nhau cùng nhau hun đúc giúp đỡ cho nhau cùng phát triển, và hai bạn sẽ kiếm tiền thuận lợi hơn kiểu vậy ha. Hoặc có thể là bạn nam này trong công việc tài chính bạn rất là cuồng công việc, cho nên bạn sẽ không có nhiều thời gian dành cho bạn nữ, khiến cho bạn nữ nhiều khi cũng đâm ra buồn khổ, cô đơn, lạc lõng rồi bị trói buộc trong những cái suy nghĩ tiêu cực hoang mang của bạn ấy. Rồi có thể hai bạn cũng đã từng có thời gian ngắt kết nối, không có tiếp xúc với nhau, không nói chuyện với nhau. Thì cái thời gian một số bạn thì đang xảy ra, đang trải qua, còn những bạn kia thì có thể là một số bạn thì đã trải qua được giai đoạn này rồi, bây giờ các bạn đã biết kiểm soát mềm mỏng, không còn cái sự chiếm hữu mạnh mẽ trói buộc như lúc trước nữa. Các bạn mà đã trải qua, các bạn tập trung vào công việc, cuộc sống các bạn, còn tình yêu thì các bạn cứ để nó diễn tiến ha. Khi nào đúng thời điểm thì vũ trụ sẽ tác hợp hai bạn vậy thôi, bạn suy nghĩ như vậy. Đó chính là soulmate, tình linh hồn tri kỷ ha, là những người đến yêu thương nhau, và hai bạn trao cho nhau những tình yêu rất là nồng ấm, rất là ngọt ngào, tràn đầy cảm xúc yêu thương lãng mạn và thấu hiểu nhau ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những bạn đã chọn cái ví này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ hai, để xem coi bạn sắp bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu với ai trong 3 tháng tới ha. Và đây là những trải bài chung, không phải là trải bài riêng ha. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi. Rồi, những cái năng lượng bạn tụ hai nè. Các bạn tụ hai là những người không còn thích cái sự bon chen trong cuộc sống này nữa. Bạn thích tìm về cái con đường tâm linh tinh thần, hoặc là tìm về những cái giá trị tinh thần giúp bạn có sự yên bình, thanh thản trong tâm trí nhiều hơn. Một số bạn thì có sự rời bỏ công việc cũ, thì bạn tìm được công việc mới nó phù hợp với bạn hơn, có sự đam mê ở trong đó. Đồng thời là công việc mới nó sẽ đem đến cho bạn một cái nguồn lương tài chính ổn định, sung túc, đầy đủ ha. Có bà bạn được đối xử công bằng trong cái môi trường mới này. Còn một số bạn thì có khả năng là trong cuộc sống của bạn thì bạn có sự chia sẻ, giúp đỡ người khác. Bạn là một người có sự nhân từ, lòng nhẫn nại, có sự lãng mạn, yêu thương, cũng có sự gọi là tràn đầy cảm xúc, nhạy cảm nữa. Và trong cuộc sống của bạn mình thấy cũng có trường hợp là các bạn hay được người ta cho ăn uống, có lộc được ăn nè, ai đó mời bạn đi ăn hoặc là cho đồ ăn với cho bạn nè, rồi nhận được một số tiền nữa. Một số bạn có thể là lâu lâu được tặng tiền nữa. Và bạn cũng muốn chia sẻ với bạn người khác á. Cuộc sống của bạn á, có sự cho đi, có sẽ có sự nhận lại nha. Thì bạn cứ thấy ai cơ nhỏ thì bạn cứ giúp người ta, giúp đúng người đúng cách ha, thì cuộc sống bạn cũng sẽ được
vũ trụ ban lại cho bạn qua những hình thức khác nhau. Chưa gì hết cái người này họ đã nhảy ra rồi. Mình thấy các bạn tụ hai cũng khá đào hoa ha. Mình thấy là nếu bạn là bạn nữ xem trải bài thì có thể là cái người sắp tới với bạn trong 3 tháng tới á, bạn sắp rơi vào vòng xoáy tình yêu với cái người mà giỏi kiếm tiền ha, chăm chỉ siêng năng, đảm đang, tháo vát, cần cù, tỉ mỉ, khôn khéo, làm việc theo khuôn khổ nguyên tắc đàng hoàng, là một người ít nói nhưng mà làm nhiều, một người đang phát triển hành trình công việc tài chính của họ rất là tốt, những người rất là uy tín, đáng tin cậy trong công việc, và là những người làm cái người mà đàng hoàng, chín chắn, trưởng thành. Có điều chỉ là cuồng công việc, thích kiếm tiền thôi, biết cách quản lý chi tiêu. Đồng thời là mình thấy hai bạn có thể có khoảng cách với nhau. Còn bạn nữ đây là một người rất là chu toàn, một người thông thái, kính tiếng, biết cách quan sát, là một người cũng có tâm linh, trực giác tâm linh khá cao nha. Một số bạn thì sẽ đi theo cái lĩnh vực tâm linh tinh thần ở đây luôn. Có thể là tarot reader hoặc là worker healer hoặc là thần theo thần số học gì đó. Mình thấy bạn là một người chững chạc trưởng thành, có cái sự thông suốt, thấu hiểu sự đời, thấu hiểu được nhân sinh thế thái này rồi. Bạn là một người có sự quan sát tỉ mỉ, cặn kẽ, và mình thấy là cái bạn nam này đó, khi mà họ quyết định gì họ suy nghĩ rất là kỹ, rất là lâu, họ vừa đi họ vừa suy nghĩ ha, họ không có hành động gấp vội đâu. Họ có trách nhiệm trong từng cái hành động, từng cái quyết định của họ đó. Và mình thấy hình như trong cuộc sống của các bạn có rất là nhiều cơ hội, nhiều người được đưa tới luôn. Cả hai bạn luôn, hai bạn là những người khá là đặc sắc, tài hoa trong cái cuộc sống này, được nhiều người mến mộ, nhất là bạn nữ này, bạn được nhiều người mến mộ lắm. Bạn rất là tử tế và bạn tỏ ra cái khí chất sang trọng, quý phái, trâm anh thế phiệt ha, đàng hoàng tử tế, cho nên nhiều người mong muốn là bạn ấy trở thành người yêu của họ. Tuy nhiên bạn nữ này có cái sự xem xét kỹ lưỡng, bạn không dễ dàng trao đi tình yêu cho ai đâu, mà bạn sẽ từ từ quan sát xem ai thực sự là người phù hợp với bạn nhất. Và bạn không thích cái sự chủ động trong tình yêu, bạn thích cái người nam của bạn phải là người chủ động ha, thích trâu đi tìm cọc chứ không thích cọc đi tìm trâu ha. Và có thể mà một số bạn đã gặp cái người này rồi và bạn chỉ có sự nhung nhớ người này thôi và bạn không cần những ai khác. Nói chung là trong cuộc sống bạn chỉ cần một người là đủ, cả hai bạn luôn ha, hai bạn dành cho nhau tình yêu cùng cách chung thủy và không có cái sự gọi là phản bội hay gì hết. Không. Còn những bạn chưa gặp thì sắp tới trong 3 tháng tới là sẽ gặp ha, sẽ gặp được tình yêu đó. Một số bạn chưa gặp thì có thể là được làm mai ha. Một người đàn ông lớn tuổi làm mai cho các bạn ha, hoặc có thể là vũ trụ làm mai cho các bạn ha. Thấy cái tình yêu này giống như twin flame ha, ngọn lửa song sinh, hai bạn khi mà đến lúc rồi là hai bạn sẽ có sự được sự tác hợp từ vũ trụ á. Khi mà mình thấy có một số bạn nữ ở đây, khi bạn đã rời bỏ một cái môi trường cũ, những con người không còn phù hợp với bạn nữa, bạn không còn cái sự theo đuổi nữa, bạn sẽ đi theo phát triển theo con đường riêng của bạn, tìm về cái giá trị tâm linh tinh thần, hoặc là bạn tìm về cái những cái gì mà khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc vui vẻ. Bạn đi theo tiếng gọi con tim của bạn, bạn tập trung vào cái con đường riêng, vào cái cuộc sống của bạn hơn, tập trung vào công ăn việc làm hơn, và khi đó thì bạn sẽ gặp được cái người này. Khi bạn biết yêu thương bản thân bạn rồi á, thì vũ trụ sẽ tác hợp bạn với cái bạn nam này.
Với bạn nam này thì bạn là một người sống theo phong cách truyền thống ha, bạn hướng về gia đình, bạn chỉ mong muốn làm ăn làm việc thật là chăm chỉ, kiếm thật là nhiều tiền và có một người vợ thật là tài giỏi, xinh đẹp, ngoan hiền, nết na, chung thủy với bạn ấy là đủ rồi ha. Bạn không có suy nghĩ nhiều đâu. Mình thấy bạn nam này có thể bạn yêu về cái nết nhiều hơn là yêu về vẻ ngoài, nhưng mà có vẻ ngoài thì càng tốt kiểu vậy á. Mình thấy là bạn nam này với bạn nữ này sẽ gặp nhau và cần phải có thời gian để bạn nam này bạn sắp xếp, bạn chuẩn bị ha. Có thể là một số bạn sẽ gặp nhau trong chuyến đi du lịch với nhau, một số bạn thì có thể là đã gặp nha, đã quen biết nhau rồi nhưng mà chưa gặp nhau được, thì có thể là quen với người ở phương xa. Bạn nam này thì bạn có sự dự tính, chuẩn bị kỹ lưỡng, sắp xếp công ăn việc làm, rồi bạn chuẩn bị đi du lịch thì bạn để bạn đó sự đoàn tụ tái hợp với bạn nữ này, và hai người là tình yêu từ hai phía ha, yêu thương nhau rất là nhiều, và mong muốn có một cái kết tốt đẹp viên mãn, và hai bạn cũng muốn có sự về chung một nhà với nhau, cùng nhau xây dựng cái hạnh phúc đầm ấm vui vẻ và có những đứa con rất là xinh tươi. Và bạn nam này mình thấy là bạn mong muốn là người trụ cột gia đình, bảo bọc che chở cho những thành viên trong gia đình. Bản năng năng lượng của người cha trong gia đình đó, quyết đoán mạnh mẽ tự tin, là một người luôn đưa ra những nề nếp để những người khác làm theo kiểu vậy, và bạn muốn bạn nữ phải là người nghe theo bạn ha. Đồng thời mình thấy bạn nam này là một người có tầm nhìn xa rộng nha, có khả năng dự đoán được tình hình biến động thế giới rất là giỏi luôn á, có thể là sếp trong một cơ quan tổ chức nào đó. Một số bạn mình thấy có sự lăn tăn giữa tụ 1 với tụ 2 ha. Có thể là một số bạn chọn luôn hai tụ 1 và 2. Mình thấy trong mắt bạn nữ, bạn nam người rất là cuốn hút, đẹp trai, tài giỏi, nhiệt tình, sáng tạo, tự tin. Trong tình yêu này có thể bạn nam mà là người chủ động á, tiến tới đầy sự nhiệt huyết, đam mê luôn. Trong công việc bạn nam bạn rất là điềm tĩnh, bạn suy nghĩ từ từ rồi bạn mới hành động, còn trong tình yêu có thể bạn quyết liệt hơn, bạn chủ động tiến tới hơn, và đây là cái mẫu người bạn nữ bạn thích. Bạn thích người chủ động, nhiệt huyết, đam mê, tự tin. Không thích, bạn không thích người xưa, bạn không thích cái người mà rụt rè quá. Và bạn nữ bạn thấy bạn nam một người sáng tạo luôn, dũng cảm. Và hai bạn có thể là một số bạn thì quen nhau qua công việc, một số bạn có thể là quen nhau qua chuyến du lịch, một số bạn có thể quen nhau qua mạng, kết nối với mạng. Có nhiều trường hợp ở đây ha, mà mình thấy là yêu xa. Bạn nữ này mình thấy là yêu xa cho nên bạn luôn cảm thấy cái sự thiếu thốn, cô đơn, trống trải. Và bạn mong muốn hai người có sự đoàn tụ, có sự tái hợp với nhau, hoặc hai bạn đã từng trải qua giai đoạn chia tay, ngắt kết nối, cho nên bạn nữ bạn có sự cô đơn lạc lõng giữa chợ đời ha. Trải qua thời gian buốt giá và bạn mong muốn là có cái sự tái hợp với nhau, cùng nhau làm lại, cùng nhau phát triển, đi đến một cái kết tốt đẹp hơn. Vì trong lòng bạn nữ thì bạn nam rất là chu toàn, rất là tài giỏi. Và khi mà xa nhau rồi, bạn nữ bạn mới cảm thấy được cái tình yêu của bạn nam dành cho bạn nữ này là vô cùng quý báu ha, và bạn khó có thể kiếm được một người thứ hai trao cho bạn cái tình yêu chân thật, chân thành đến như vậy ha. Và mình thấy bạn nam đây là một người rất là kỹ tính nha, đàng hoàng chứ không có mà khua môi múa mép. Bạn ấy rất là khá là gia trưởng, có cái to khá là lớn. Bạn ấy giống như là một người sếp trong một cái tổ chức quân đội gì đó, cái gì ra cái đó ha, đàng hoàng, trung thực, không có nói xạo nói phét. Cho nên là những cái trường hợp mà các bạn gặp phải những người đó, có thể khi mà bạn có sự buông bỏ những người đó, bạn bước theo con đường riêng của bạn, bạn biết được giá trị của bạn rồi á, thì bạn mới gặp được cái người này, và cái người này đến với bạn cũng sẽ có thời gian hai bạn ngắt kết nối, chia tay nhau vì những cái hiểu lầm,
vì những cái nỗi sợ ám ảnh từ trong quá khứ nó trỗi dậy, khiến cho hai bạn có sự hiểu lầm, rồi chia tay, rồi cũng có sự quay lại, hàn gắn, kiểu vậy ha. Chứ không có tình yêu nào mà đẹp từ lúc ban đầu cho đến không có cãi nhau từ lúc ban đầu cho đến kết hôn là không có chuyện đó đâu. Cũng phải có cãi nhau để có sự thấu hiểu nhau nhiều hơn ha. Để trưởng thành hơn, chững chạc hơn, biết yêu đúng cách hơn. Mình thấy bạn nữ là bạn muốn đi về chung một nhà, bạn nam này muốn sinh cho bạn nam này hai đứa con, nhất là có một đứa con gái rất là xinh xắn dễ thương như nàng công chúa vậy đó ha. Mình thấy thì hai bạn trải qua cũng giai đoạn thăng trầm rồi, và các bạn nam này cũng có sự buồn phiền, buồn bã vì người yêu không tin tưởng mình ha. Có thể bạn hơi thất vọng. Tuy nhiên nếu bạn nữ này có sự thay đổi, bạn mở lòng hơn, bạn đón nhận bạn nam này và bạn tin tưởng người yêu hơn. Và bạn không gây sát thương bằng lời nói tới bạn nam, không làm tổn thương trái tim bạn nam nữa, thì mình thấy là và bạn nữ này bạn biết nhận ra lỗi sai. Nếu mà chia tay, có thể bạn nữ này bạn sẽ xin lỗi những cái gì bạn sai, bạn sẽ xin lỗi trước và bạn để cho bạn nam này suy nghĩ ha. Mình thấy khi bạn nam này bạn chữa lành được cái nỗi đau này rồi á, bạn biết thấu hiểu cho bạn nữ, bạn biết nhìn xa trông rộng hơn, bạn khôn ngoan và thấu suốt mọi điều hơn, và bạn có một cái sự gọi là công bằng hơn, và bạn ấy sẽ đưa ra một cái thỏa hiệp, một cái cuộc nói chuyện để hai bên cùng nhau thấu hiểu, cùng nhau giải quyết cái khúc mắc và cùng nhau phát triển, cùng nhau trưởng thành, đưa ra một quyết định chính xác đúng đắn. Và mình thấy có thể là bạn nam này bạn sẽ nếu mà bạn có sự hàn gắn chữa lành rồi đó, thì có khả năng là bạn mong muốn là tình yêu này nó sẽ đi đến một cam kết tốt đẹp, bạn mong muốn là cầu hôn với bạn nữ này ha. Tại vì bạn nữ này cũng là một người mà bạn mơ ước chung thủy, chân thật, chân thành trong tình yêu. Chỉ có một cái lỗi nhỏ là có sự hiểu lầm, có sự ám ảnh, nỗi sợ trong tình yêu thôi ha. Mình thấy là tình yêu này nó sẽ có một cái sự viên mãn, hạnh phúc, vui vẻ với nhau nè. Bạn nam này có khả năng là bạn sẽ công khai bạn nữ trước mọi người, trước gia đình, bạn bè, rồi có thể là cầu hôn bạn nữ này nữa đó. Những bạn nào chưa gặp thì có thể tương lai sẽ gặp trong 3 tháng tới ha. Hai bạn là một cặp trai tài gái sắc ha, đẹp đôi, xứng đôi vừa lứa luôn á. Đó. Khi bạn đã kết thúc được những người không phù hợp với bạn ha, không có cái cho người những cái đường đó một cơ hội thứ hai, và bạn bước tiếp trên hành trình của bạn, bạn phát triển, bạn làm cho cuộc sống bạn trở nên sinh động, phát triển tốt đẹp hơn, bạn biết nâng cao giá trị, bạn biết chọn lọc cái người phù hợp với bạn hơn, thì bạn sẽ gặp được cái người này ha. Người này người chững chạc, trưởng thành, đàng hoàng, cả hai bạn luôn. Nói chung là gió tầng nào gặp mây tầng đó, hút nhau. Hai người cùng nhau, cùng quan điểm, cùng sự thấu hiểu, cùng sự phát triển, cùng sự quyết tâm trong cuộc sống, nói chuyện rất là hợp nhau, cho nên mới có sự bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu với nhau đó. Bạn nam này mình thấy bạn giỏi, bạn giành được nhiều cái thành tựu trong cuộc sống, đạt nhiều sự vinh quang. Mình thấy một số bạn có khả năng là đang quen cái người này ha, đã từng tương tác với cái người này rồi và có thời gian kết nối. Mình nghĩ là đừng có quá xa nha, cỡ chừng vài tháng đổ lại thôi mà các bạn có sự kết nối, không nói chuyện với nhau, có khả năng là làm mới lại cái tình yêu này, có sự chuyển hóa, có sự lớn mạnh, chương mới bắt đầu, giống như phượng hoàng lửa bay lên từ đống tro tàn vậy đó. Hàn gắn chữa lành, yêu thương nhau, thấu hiểu cho nhau và cùng nhau trưởng thành phát triển trong tình yêu hơn.
Còn những bạn mà người yêu cũ của bạn không giống như những gì mình miêu tả ở đây thì có thể là nên buông bỏ cái người đó đi, rồi bạn tiến bước cho hành trình bạn, rồi bạn mới gặp được cái người này nha. Hãy xem xét kỹ lưỡng, chọn lọc cái đối tượng, chứ không phải là cứ nghe người yêu cũ là mình cứ nhắm vô cái người yêu cũ là không phải. Coi coi người đó có thực sự đúng với người này không. Tại vì có nhiều người xem mà, có nhiều trường hợp xảy ra những số người á, cái năng lượng của họ mạnh hơn thì họ sẽ đi trước mình, họ sẽ gặp được cái người đó sớm hơn, kiểu vậy. Còn những bạn gặp rồi thì có thể đang ngắt kết nối chia tay buồn phiền ở đây á, thì có thể là có một cái chương mới, một sự khởi đầu mới trong cái tình yêu này, bình cũ rượu mới ha, làm mới lại. Hai bạn có sự cuốn hút, bạn nam bạn bị hấp dẫn với bạn nữ rất là nhiều. Hấp dẫn về cái khí chất, về tinh thần, về vẻ đẹp ngời ngời của bạn nữ ha. Có sự tán tỉnh qua lại nhau. Bạn nam này bạn bị cám dỗ bởi vẻ đẹp của bạn nữ này rất là nhiều. Không thể nào từ chối được. Mặc dù bạn là một người lạnh lùng sắt đá ha, nhưng mà bạn cũng không thể cưỡng lại được cái sự thu hút của bạn nữ này. Bạn bị tan chảy bởi cái sức quyến rũ của bạn nữ này ha. Bạn nữ này cũng bị tan chảy bởi cái sức quyến rũ đàn ông nam tính, biết lo chu toàn trong ngoài, vững vàng trong cuộc sống, quyết đoán mạnh mẽ, tự tin trong cuộc sống ha. Biết có trách nhiệm với cuộc sống và là một người lãnh đạo giỏi, cho nên bạn bị cuốn hút bởi cái vẻ nam tính của bạn nam này. Giỏi giang của bạn nam này. Wow, có tình yêu này, nếu mà bạn có sự cố gắng nè, trưởng thành hơn ha, kiểm soát mềm mỏng tình yêu này hơn và thấu hiểu người yêu nhau nhiều hơn, có khả năng hai bạn sẽ đi đến một cái kết hôn nhân viên mãn luôn đó, hoặc các bạn sẽ được đoàn tụ với nhau, tái hợp với nhau, vì đây là một kết nối linh hồn mà, tình yêu vĩnh cửu ha, tình yêu vĩnh cửu. Wow, đẹp ghê. Listen, bởi hai bạn có sự nghiện ngập cảm xúc với nhau ha, dù chia tay nhưng mà cũng không thể nào rời bỏ được cái tình yêu này là bị kìm cặp. Bị ám ảnh bởi người yêu của bạn. Tình yêu này cũng vậy, giống như những tình yêu khác thôi, cũng có sự chia tay ngắt kết nối để thấu hiểu nhau, trưởng thành hơn, biết học cái lỗi sai, lỗi lầm quá khứ để không phạm lỗi nữa, để phát triển hơn và loại bỏ được những cái sự ám ảnh, nỗi sợ trong cái tình yêu này. Sẽ có thời gian mấy bạn đối xử với nhau bằng cách là giữ im lặng, không ai nói tới ai ha, chiến tranh lạnh ha, có sự bỏ rơi ở đây nữa nè. Nhưng mà qua cái thời gian đó rồi, hai bạn có sự thấu hiểu rồi, nhận ra lỗi sai của mình và mình biết chấp nhận, mình biết nhận ra lỗi sai với cái phương của bạn á. Và hai bạn hai bên có sự chữa lành, tha thứ cho nhau thì sẽ quay trở lại và tiến đến một cam kết tốt đẹp hơn, đó là đính hôn đính ước ở đây. Mình thấy cũng có một số bạn là đã từng trải qua một cái giai đoạn hôn nhân trước đó rồi ha, có thể là cha hoặc mẹ đơn thân đây luôn. Một số bạn thì đã rời bỏ cái mối quan hệ hôn nhân trước đó và bạn đang dần chữa lành, có niềm tin yêu hơn trong cuộc sống, và có thể trong 3 tháng tới bạn sẽ gặp được những đối tượng trong đây ha. Wow, mình thấy là các bạn cái người cũ quay về hơi nhiều nha. Cái người cũ đây là cái người mà nãy giờ mình miêu tả đó. Một số bạn ở đây có thể là đã gặp cái người này rồi, có người cũ quay về trong 3 tháng tới ha. Phải chọn lọc cái người cũ, có phải người cũ này không nha. Nếu không phải là không phải đâu đó, là có nghĩa là người này cũng sẽ là trong giai đoạn sau này cũng sẽ là người cũ của bạn, bởi vì bạn còn nhiều nỗi sợ ám ảnh trong chuyện tình cũ, cả tình cảm cũ thì cũng sẽ gây ra những cái hiểu lầm, chia tay và quay lại thôi. Mình phải sáng suốt, phải xem coi, đúng là cái trường hợp của mình hay không. Mình hay nhắc mấy bạn như vậy tại vì cũng có nhiều sự hiểu lầm ở đây lắm. Với lại này trải bài chung mà, nhiều ảnh hưởng bởi bị ảnh hưởng bởi nhiều năng lượng, nhiều người lắm. Cho nên mình hãy xem với tâm thái tham khảo giải trí và biết cách chọn lọc. Release your S nè.
hãy buông bỏ những chuyện cũ, những con người cũ, những người không mang lại cái tình yêu chân thật chân thành đối với bạn ha. Buông bỏ những cái sự đau khổ, hãy mở rộng đón nhận tình yêu. Và hãy có sự chữa lành. Nếu còn tha thứ được thì tha thứ. Nhưng mà mình thấy là ở đây có sự hiểu lầm thôi. Còn mà phản bội, không trân trọng tình yêu của bạn, đào hoa quen một một tay bắt cá nhiều tay gì đó thì không phải người này. Hai bên cùng nhau nỗ lực để phát triển ha. Wow, very soon, rất là đúng, là có thể là trong vòng 3 tháng tới, hoặc có thể là sớm hơn, có thể là 1 tháng tới, 2 tháng tới bạn sẽ gặp được người này. Hoặc là có thể là sớm hơn các bạn sẽ được tụ trùng hợp, không phải gì, gọi là tương phùng với nhau, tái hợp lại với nhau, làm lại, chữa lành tình yêu, làm mới lại tình yêu của các bạn ha. Rồi sớm thôi thì họ sẽ đưa ra một cái quyết định sáng suốt hơn cho cái tình yêu này. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những bạn đã chọn cái túi này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ ba để xem coi. Bạn sắp bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu với ai ha? Và đây là những trải bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận nó một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Liên kết năng lượng là tụ ba. Các bạn tụ ba là những người trong cuộc sống bạn có nhiều sự đấu đá, mâu thuẫn, nhiều người đố kỵ bạn, hay là có thể là bạn đang trong một cái cuộc thi nào đó ha. Bạn đang bị trói buộc, bạn bị mắc kẹt giữa những cái sự hoang mang, lo lắng, không tự tin về bản thân, bạn nghi ngờ bản thân bạn. Hoặc là trong cuộc sống bạn có nhiều cái sự mâu thuẫn, đấu đá khiến bạn mệt mỏi ha, và bạn không tìm được hướng đi, và bạn bị mất phương hướng, bị mù đường ha. Tuy nhiên mình thấy có hai cái cơ hội đang đến với bạn rồi, hai cái sự lựa chọn ha, đòi hỏi bạn phải đưa ra một cái quyết định đúng đắn, phù hợp với bạn nhất. Hoặc có thể là các bạn đang tìm việc và có hai cơ hội đến, mà bạn đang suy nghĩ không biết cơ hội nào thực sự phù hợp với bạn ha. Thì bạn hãy có sự cân bằng trong tâm trí nè, hãy tin tưởng bản thân và hãy chọn một cái cơ hội nào thực sự phù hợp với bạn, mang cái tính lâu dài, giúp cho bạn có sự phát triển. Còn những bạn nào mà luôn tự ti vào bản thân, kiểu như bạn không tự tin là mình sẽ chiến thắng hay gì, thì mình thấy bạn nên buông bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực đó đi ha. Hãy luôn lạc quan, tự tin vào bản thân mình, nâng cao bản thân mình, nâng cao cái sự giá trị, bung lộ hết những khả năng bạn có. Giống như là kiểu cứ chiến hết mình đi, tới đâu tới, cứ làm hết sức mình để bạn không có sự hổ thẹn, hối tiếc vì những gì bạn đã không làm, kiểu vậy á. Lo lắng bạn cũng phải thực hiện nó, mà bạn vui vẻ bạn cũng phải thực hiện nó, vậy tại sao bạn phải lo lắng? Bạn hãy luôn tự tin, lạc quan vào chính bản thân mình. Thí dụ như thua keo này thì ta bày keo khác ha. Cuộc sống vẫn còn tiếp diễn, bạn vẫn còn cơ hội, bạn vẫn còn sức khỏe tốt, bạn vẫn còn đầu óc minh mẫn, bạn vẫn có thể chọn ra, có thể nắm bắt những cơ hội mới phù hợp với bạn hơn. Cái gì? Khi mà bạn còn thì cơ hội thì nó vẫn còn thôi. Chủ yếu là bạn thôi, chủ yếu là bạn phải thay đổi tư duy của bạn á. Đừng gục ngã ha. Những cái gì mà bạn không đạt được, có thể cái đó không dành cho bạn, mà bạn xứng đáng một cái phù hợp hơn, tốt đẹp hơn. Không có gì phải nản chí hết trơn á. Đôi khi các bạn cảm thấy như ồ, mình thật là không may mắn khi không nhận được cái công việc này, hoặc cái trách nhiệm này, hoặc cái cơ hội này, thì không,
Có thể là cơ hội này nó không xứng đáng với cái tầm của bạn. Có thể bạn xứng đáng với cơ hội khác, nó phù hợp hơn, nó giúp cho bạn có sự phát triển cân bằng hơn và có sự nhìn xa trông rộng hơn. Có khả năng cơ hội mới nó sẽ giúp cho bạn có khả năng là vươn cao hơn, có khả năng lãnh đạo luôn, kiểu vậy. Cho nên hãy luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan. Không gì là không thể nha. Hãy tương tự tin vào bản thân chị bạn. Chỉ có bản thân bạn mới có thể giúp bạn chiến thắng. Chỉ có bản thân bạn mới có thể thay đổi được tình huống, thay đổi được vận mệnh cuộc đời bạn mà thôi ha. Cho nên đừng có mà gọi là đánh giá thấp bản thân của bạn nha. Hãy yêu thương, trân quý nó và chăm sóc cho nó thật tốt. Rồi, bạn sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu của ai trong vòng 3 tháng tới? Mình thấy cái người này họ cũng tương tự bạn á. Họ cũng từng trải qua giai đoạn gọi là tiêu cực, mệt mỏi, chiến đấu với mọi thứ xung quanh, với những lời tiêu cực, những người muốn gây hấn với họ ha. Và họ có sự hoang mang bản thân, nghi ngờ bản thân. Thì mình thấy là khi mà họ đã gọi rửa hết được những cái điều xưa cũ này rồi, họ đã có sự gọi là thay đổi tư duy, thay đổi góc nhìn. Thì mình thấy cái người này họ đang tiến bước trên một cái hành trình mới phát triển hơn. Họ đầy sự hào hứng, lạc quan, tích cực hơn trong cuộc sống. Họ tìm thấy được chân lý cuộc đời của họ. Và họ tiến bước trên một cái hành trình mới đầy cái sự vui vẻ, phấn khởi, đam mê, tự tin. Hoặc một số bạn đã gặp cái người này rồi và đang có sự ngắt kết nối vì sự chiến tranh lạnh, gây sát thương bởi lời nói, bởi hành động. Hai người đang có sự hoang mang, không tìm được hướng đi. Và mình thấy là cái người đối tượng này họ đã tìm được hướng đi rồi, họ đã có một cái sự lạc quan, thoải mái hơn. Họ thay đổi tư duy, thay đổi góc nhìn rồi. Mình thấy một số trường hợp, mình thấy có hai trường hợp ở đây ha. Một trường hợp là các bạn đã từng trải qua một cái giai đoạn tình yêu mà không phù hợp với bạn, có sự đấu đá tranh giành, chạy theo chạy đuổi, hoặc là cãi nhau, mâu thuẫn với nhau, không phù hợp với nhau, toàn gặp những người sai không mà không phù hợp với bạn, nói chuyện ra thì hay cãi lộn vậy đó. Và bạn trong giai đoạn bị mất phương hướng, bị mù đường, không biết là ai sẽ là người phù hợp với bạn. Bạn không biết bạn có sẽ gặp ai được người tốt tiếp theo hay không, kiểu vậy. Còn với cái người kia cũng vậy, người kia cũng trong cái tình trạng giống như bạn ha. Và hai người bạn người kia thì họ đã thoát ra được cái giai đoạn đó rồi. Còn bạn bạn đang có sự phân vân vân, không biết là nên buông bỏ hay nên tiếp tục với cái mối quan hệ cũ, cái người mà luôn đấu đá mâu thuẫn với bạn á, kiểu vậy á. Thì mình thấy là khi mà các bạn nữ ở đây bạn có cái sự gọi là bước đi và bạn biết bảo vệ bản thân bạn ha, bảo vệ giá trị bản thân bạn, bạn không còn bị dây dưa với những cái thành phần không phù hợp với bạn nữa, không cùng chung quan điểm với bạn nữa, thì khi mà bạn bước đi thì một cái niềm hy vọng mới trong cuộc sống của bạn được mở ra. Bạn thấy được ánh sáng cuối đường hầm và bạn tìm thấy được một người nam phù hợp, yêu thương bạn hơn, lãng mạn với bạn hơn. Chu Toàn, các bạn nam này là một người làm việc rất là chăm chỉ, siêng năng, cần cù, tỉ mỉ, khôn ngoan nữa. Là một người trong tình yêu thì rất là chu toàn, chu đáo, ngọt ngào. Và là một người có sự thấu suốt, điềm tĩnh giải quyết vấn đề. Là một người đã có sự suy nghĩ sâu sắc, nhận thức rõ ràng, quyết đoán trong những cái hành động của họ ha. Và họ không có cái sự gọi là mập mờ, không có cái sự gọi là
bắt cá nhiều tay mà họ sẽ chọn một người thực sự phù hợp với họ nhất, vì cái người này họ cũng từng trải qua cái giai đoạn mập mờ, còn em cảm thấy rất là mệt mỏi và họ đã có sự thay đổi trong suy nghĩ rồi ha. Còn bạn nữ này, mình thấy trong mắt bạn nam, bạn nữ là một người rất là xinh đẹp, đầy sự quyến rũ cuốn hút, đem lại bạn nam cái sự thanh bình, yên bình, thanh khiết, có sự chia sẻ, thấu hiểu. Và bạn nữ này đến, và nói chung là hai bạn đến với nhau cùng nhau nâng cao cái tình yêu này, có sự đam mê, nhiệt huyết, đầy sáng tạo, tự tin. Tình yêu nó được chớm nở lại trong con tim của các bạn á. Mình thấy có khả năng một số bạn thì quen người mới nhiều hơn ha, và nhiều hơn là cái người cũ. Còn một số bạn nếu mà có sự ngắt kết nối chia tay với cái người này á, cái người trong đối tượng trong đây, thì có khả năng là hai bạn sẽ một cái cuộc nói chuyện trong 3 tháng tới ha, để làm rõ mâu thuẫn khúc mắc. Bạn nữ là một người hình như cũng có tính kiểm soát khá là cao, có sự trói buộc cái tình yêu này khiến cho tình yêu nó bị bóp nghẹt, nó mệt mỏi và có sự chia tay cái kết nối rồi chiến tranh lạnh với nhau á, thì mình thấy là có khả năng là sẽ có một cái hy vọng mới nào đó trong chuyện tình cảm mà hai bạn có sự ngắt kết nối ha. Có thể là có cuộc nói chuyện rõ ràng hơn, làm lành, rồi bạn nam bạn quan tâm, bạn thấu hiểu hơn. Bạn nữ bạn sẽ tự tin hơn vào bản thân bạn ha, bạn không còn ở trong những cái suy nghĩ tiêu cực tuyệt vọng nữa. Bạn dũng cảm, bạn bước đi, bạn phát triển trở thành một con người mới, nó phù hợp hơn với tình yêu này ha. Đồng thời mình thấy là bạn nữ bạn có sự ngắm nhìn nhớ nhung bạn nam này khá là nhiều ha, hoặc là những bạn mà chưa quen nhau, có thể là sắp tới bạn quen rồi, bạn có cuộc nhìn ngắm người nam này, xem có phù hợp với bạn hay không. Một số bạn thì còn trong cái tình trạng kết nối thì có sự nhung nhớ người yêu, ngắm hình ảnh người yêu. Còn bạn nam mà trong cái tình trạng kết nối thì bạn lo chu tâm làm việc, bạn dùng công việc để bạn quên được cái bạn nữ này ha. Và khi mà bạn làm việc thì có thể là bạn cũng có những cái suy nghĩ là muốn hàn gắn cái mối quan hệ này, cần phải có một cái cuộc nói chuyện rõ ràng, thỏa hiệp với nhau một cái điều gì đó để tình yêu này nó còn phát triển. Còn nếu không thì bạn ấy sẽ bước đi trên cái hành trình riêng của các bạn ấy sẽ đi kiếm người phù hợp với bạn ấy hơn, kiểu vậy. Mình thấy có khả năng là tương lai cái mối quan hệ này á, một số bạn sẽ có sự hàn gắn chữa lành, các bạn buông bỏ những cái con người cũ, những cái hoài niệm cũ, những cái tôi, cái bản ngã các bạn, mà các bạn sẽ đi tìm cái hạnh phúc thực sự trong trái tim của các bạn, và các bạn sẽ làm lành, kết nối lại với nhau, cam kết với nhau, có thể là sẽ có một cái buổi cầu hôn luôn ha. Đòi hỏi các bạn phải trưởng thành trong suy nghĩ, thấu hiểu hơn, biết yêu đúng cách hơn, và đừng có để những cái đầu óc của mình bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực, hoang mang, lo lắng, nghi ngại. Hãy tự tin ở bản thân mình, hãy phát triển bản thân mình, nâng cao giá trị bản thân mình, trở thành một người ưu tú, thành tựu. Khi đó thì bạn không còn sợ ai mà chối bỏ bạn hay là từ bỏ bạn nữa, bởi vì bạn biết được cái giá trị của bạn ha. Ai mà bỏ qua bạn thì người đó bị thiệt thòi, kiểu vậy. Cho nên hãy luôn nâng cao cái sự tự tin ở trong bạn bằng cách bạn phát triển kỹ năng, phát triển công ăn việc làm, tìm ra nguồn thu nhập cho chính bản thân mình, có một cuộc sống sung túc đầy đủ vật chất tiền tài, không phụ thuộc dựa dẫm vào ai khác, thì lúc đó bạn không có còn gì mà bạn phải có sự tự ti ở đây nữa ha. Bạn vững vàng trọn vẹn tình yêu thương bản thân, vọn vẹn trong chính cuộc sống của bạn. Đồng thời mình thấy có khả năng cái tình yêu này nó sẽ đi đến một cái sự gọi là vững vàng, vững chãi hơn, thực tế hơn, biết suy nghĩ hơn, biết tập trung vào công ăn việc làm hơn, rồi biết thấu hiểu hơn, nó sẽ lâu dài hơn. Một số trường hợp thì như vậy ha. Còn một số trường hợp chưa gặp nhau thì cái tình yêu này có thể nó sẽ đi đến cái sự cam kết vui vẻ, ra mắt công khai gia đình bạn bè, hoặc có thể là nó sẽ diễn tiến một tình yêu lâu dài hơn chứ không có cái sự ngắn hạn.
một tháng, 2 tháng, 2 tuần, 3 tuần gì nữa ha. Đòi hỏi các bạn phải thay đổi tư duy, các bạn phải có sự trưởng thành giác ngộ trong cái nhận thức của các bạn ha. Biết suy nghĩ hơn, thông thái hơn trong tình yêu và biết yêu đúng cách hơn. Cả hai bạn đều từng trải qua cái giai đoạn chia tay, ngắt kết nối, rồi đau đớn, rồi bị tan nát trái tim, giống như nãy giờ mình miêu tả, đã từng qua cái giai đoạn mà tranh cãi mâu thuẫn với những người trước đó không phù hợp, và hai bạn cũng có một cái giai đoạn bị ám ảnh, rồi hai bạn có sự chia tay giống như nãy giờ mình miêu tả luôn. Cái lá bài này là khẳng định cho những gì mình nói nãy giờ đó, có nỗi đau rồi có sự trưởng thành hơn, để biết nhìn ra giá trị bản thân mình, biết chọn lọc hơn, biết yêu đúng cách hơn. Khi bạn kết thúc hoàn toàn với những người cũ, những người không phù hợp với bạn, thì bạn bước đi, lựa chọn những người xứng tầm với giá trị của bạn, thì bạn sẽ gặp được một người đối tượng như trong đây mình miêu tả. Hoặc không thì các bạn vẫn có thể bước tiếp, lo cho công ăn việc làm của các bạn, tùy theo bạn ha. Những bạn này đều các bạn đều có quyền tự do ý chí, có quyền quyết định cuộc đời số phận của các bạn ha. Còn đây là những trò bài để tham khảo, xem cho vui giải trí thôi. Dự đoán, đánh giấc dự đoán mà. Hai bạn là tấm gương soi chiếu nhau. Có thể bạn thấy được hình ảnh của bạn trong đối phương, và đối phương cũng vậy, thấy được cũng như là những gì mình còn thiếu sót thì trong đối phương, qua đối phương của mình đó, mình có sự là thay đổi để hoàn thiện hơn. Hoặc là có thể một số bạn thấy mình cũng khá giống đối phương về khuôn mặt, ngoại hình hay gì đó. Hoặc thấy được cái tính cách mình thấy khá giống đối phương kiểu vậy. Seduction. Hoàn cảnh giống như hoàn cảnh lúc đầu mình nói cũng khá giống đối phương, cũng từng trải qua sự mâu thuẫn mập mờ. Hai bạn có sự cuốn hút về thể chất lẫn lẫn tinh thần ha, có sự tán tỉnh qua lại lẫn nhau. Bạn nam bị hấp dẫn bởi bạn nữ rất là nhiều. Bạn nữ này có vẻ đẹp, cuốn hút, bí ẩn, xinh đẹp, dịu dàng, yên bình, có sự chữa lành ở đây nữa. Bạn nữ là một người rất là nhiệt tình, muốn chia sẻ với người khác nữa, nên bạn bị cuốn hút bởi cái vẻ đẹp, khí chất của bạn nữ này ha. Bạn nữ thì bị cuốn hút bởi cái sự tinh tế, nhẹ nhàng, rồi thấu hiểu rồi về cái sự gọi là trách nhiệm trong công việc, cố gắng lo làm ăn trong công việc của bạn nam này. Và bạn nữ bị cuốn hút bởi cái vẻ nam tính của bạn nam này nữa. Mình thấy đa số một số bạn nữ ở đây có sự ám ảnh về những cái nỗi đau cũ và chưa có thể giải thoát, chưa có thể chữa lành được cho chính bản thân mình. Cho nên mình thấy là các bạn nữ khi mà bạn yêu, bạn nên chọn lọc cái người nào thực sự xứng đáng với bạn, rồi bạn mới đầu tư tình cảm, đầu tư trái tim của bạn, để không thì bạn sẽ bị ám ảnh một thời gian dài, rồi bạn mới có thể chữa lành được nha. Phải cẩn thận trong tình yêu. Trái tim của bạn thì rất là đáng giá ha, đừng để cho nó đau quá nhiều lần. Mình thấy một số bạn ở đây có sự on off nhiều lần luôn á, chia tay ngắt kết nối nhiều lần, và đối xử im lặng với nhau trong sự thinh lặng, chiến tranh lạnh nè. Tình yêu này có sự nghiện ngập, muốn bỏ cũng không được ha. Mình thấy các bạn nào mà đang quen những người không phù hợp, các bạn nên cắt đứt ngay từ bây giờ đi, để mình tìm hướng đi khác cho mình ha. Tìm đường cứu bản thân mình ha. Cứu rỗi bản thân bạn á. Đừng có lặp lại những cái vòng lặp, những cái người mà không phù hợp với bạn ha. Nó không đáng, mất thời gian, mất công sức và đau buồn nữa. Hãy nâng cao giá trị bản thân mình và biết chọn một người xứng tầm với bạn ha. Đừng có bị cái tình trạng gọi là không có người yêu tôi không thể nào mà
tồn tại được hay gì không, có đừng bỏ buông bỏ những cái quan kiến như chuyện đó đi, không có ai mình vẫn sống tốt mà. Thực ra lúc mình sinh ra thì cũng chỉ có mình bạn thôi, chứ bạn đâu có người yêu đâu. Chỉ có hơi đau chút xíu rồi thôi, vẫn sống tốt, vẫn sống trọn vẹn, bạn vẫn có thể làm ra tiền, bạn cũng có thể phát triển bản thân bạn mà. Ví dụ như hai người có sự chia tay rồi ai lo cho bạn, cũng chỉ bạn lo cho bạn thôi chứ ai lo cho bạn được đâu. Nên hãy biết yêu thương bản thân bạn nha. Khi bạn biết nâng cao tần số, nâng cao cái giá trị bản thân bạn nè, nâng cao năng lượng của bạn lên á, thì bạn sẽ thu hút gió tầng nào gặp mây tầng đó, thu hút một người phù hợp với bạn hơn. Yêu thương bạn như chính bạn yêu thương bản thân bạn vậy. Thì mình có sự miêu tả cái người nam và người nữ trong đây, nếu mà các bạn gặp và các bạn thấy không phù hợp với các bạn thì có quyền các bạn bước đi và tìm một người phù hợp mới cho các bạn ha, tại vì mình dự đoán trong 3 tháng tới mà. Thấy cái người nam ở đây làm ăn cũng lo làm việc chăm chỉ siêng năng đó, cũng có sự quyết đoán rõ ràng trong suy nghĩ. Còn bạn nữ thì chỉ cần bạn tự tin, đừng có tự ti vào bản thân nữa, đừng có sự lệ thuộc và cảm xúc với ai nữa hết á. Cứ thoải mái, cởi mở với cuộc sống của mình, tập trung vào cuộc sống của mình. Còn tình yêu thì để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, không cần phải trói buộc kèm cặp gì hết. Soulmate. Mình thấy cái người sắp tới trong 3 tháng tới là cái người mà có cái bài học với bạn trong tình yêu á, có cái hợp đồng linh hồn với bạn ha, là những người có kết nối linh hồn, là những linh hồn tri kỷ đến yêu thương, thấu hiểu, đồng cảm cho hoàn cảnh của nhau, rồi cùng nhau phát triển, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chữa lành hàn gắn, cùng nhau giúp cho nhau thải độc, phát triển hơn, biết yêu đúng cách hơn ha. Mình thấy ở đây là toàn là những người đã trưởng thành ha, đã đến tuổi yêu, còn những bé nào còn nhỏ, còn mười mấy tuổi á, thì lo học đi ha, xem vui giải trí thôi, lo học để sau này thu hút được một người tài giỏi đến với cuộc sống của mình ha, tập trung vào học tập để sau này có công ăn việc làm, tự lo cho bản thân mình được, không phụ thuộc vào ai khác hết. Và không bị buồn khổ sớm. Yêu anh kiến thức ha, yêu anh kiến thức trước đi, rồi sau đó yêu anh tiền, rồi sau đó là tìm được người yêu của mình. Yêu anh tiền có nghĩa là bạn lo tập trung kiếm tiền, chứ không phải là tham vọng, tham mê tiền của cải, tiền bạc tột độ ha, mà là biết lo phát triển bản thân của bạn á, biết kiếm tiền cho cuộc sống của mình bằng cái sức lao động của mình á. Getting to know each other, thấy không, nãy giờ mình nói có khả năng là cái mối quan hệ mới, những người mới gặp nhau có sự tìm hiểu qua lại với nhau ha. Một số bạn hình như có thấy có yêu xa, có khoảng cách luôn, để tìm hiểu về sở thích, tính cách, tìm hiểu về quá khứ của nhau kiểu vậy. Hai bạn có thể khác nhau về quốc tịch, khác nhau về tôn giáo, về đạo, về quan quan phong tục tập quán, có điều gì đó ha. Có thể là quen người nước ngoài luôn nha. Một số bạn quen người nước ngoài có thể là quen nhau qua mạng, quen nhau qua chuyến đi du lịch. Và cái tình yêu này thì nó có thể là đa số yêu xa, nó thiếu cái sự lãng mạn, nó thiếu những cái cử chỉ âu yếm với nhau ha. Calling in your soulmate, và người này chính là linh hồn tri kỷ của bạn, chính là cái người mà bạn đang cầu xin vũ trụ ship họ đến cuộc sống của bạn đó ha. Và hai bạn có sự hấp dẫn, dùng có thể là các bạn, một số bạn vô tình dùng luật hấp dẫn để thu hút người kia đến với cuộc sống của mình kiểu vậy ha. Và lời cầu nguyện của bạn đã được đáp ứng, trong 3 tháng tới có thể bạn sẽ gặp được cái người này ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn.